Lương Y, Hoàng Duy Tân và Kim Huê rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam. Cái tác dụng thứ hai nữa của hoa hòe là cầm máu theo cái kiểu người ta gọi là nó tạo nên cái chất để nó làm chất fibrin. Chúng ta biết chẳng hạn là có những người thì cứ ngoài da nó cứ bị cái nổi đỏ 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 lên. Dạ. Hoặc là tình trạng mà có nhiều người bảo rằng đêm tôi ngủ một đêm, sáng dậy ở chân nó có những cái vết bầm. Dạ. Xanh xanh mà người ta gọi là ma cắn. Nhưng mà thực sự ra đó thì đấy là quan niệm dân gian, người ta nhìn thấy như vậy thôi, vì cũng ngủ qua đêm sáng sau dậy đã thấy rồi thì người ta cho rằng như vậy có thể là ban đêm có ma nó cắn. Nhưng khoa học ngày nay thì chứng minh là người đó bị máu loãng. Vì máu nó loãng quá, nhất là cái phần đùi đêm của chúng ta, nó chỉ cần hai đầu gối nó chạm nhau một cái thì nó sẽ có thể gây đến đó. Hoặc là ôm cái gối, chân chúng ta đập vào cái gối mạnh một cái thì các cái mạch máu ở chỗ đó nó mỏng. Dạ. Bây giờ nó không có cái chất fibrin hay là chất rutin để nó làm cho cái cầm được cái lượng máu lại. Thế thì chỉ va chạm nhẹ thì nó sẽ gây bầm. Dạ. Cái hiện tượng này đông y người ta gọi là xuất huyết dưới da. Dạ. Hay là gọi là bệnh tử biến. Thì hoa hòe là một trong số những cái người ta gọi là lương dược để trị xuất huyết ngoài da. Nên chúng ta chỉ cần lấy một nhúm khoảng chừng 20 gram cái này. Quý vị cho nó vào trong cái bát, đổ nước sôi vào. Nếu muốn nấu lên thì lấy nước uống, bằng không thì chúng ta hãm như hãm nước trà uống cũng được. Uống liên tục như vậy thì chúng tôi thấy có những cái người rất là tội nghiệp, chỉ hơi một tí thôi là chảy máu. Mà những cái chứng bệnh mà chỉ hơi một tí chảy máu như vậy đó, rất nguy hiểm. Bởi vì chẳng may mà bị một cái vết thương gì đó thì máu nó không cầm, nó cứ vậy nó chảy ra, chảy liên tục liên tục. Nếu quý vị nào muốn rõ được rằng mình có bị cái trường hợp đó hay không ấy, thì chúng ta có thể tới bệnh viện, người ta thử cái tốc độ đông máu của chúng ta. Tốc độ lắng máu của chúng ta, thì nếu mà cái trường hợp của chúng ta nó lâu đông đó thì quý vị có thể sử dụng cái này nguyên một mình vị hoa hòe cũng đủ rồi. Còn nếu không thì chúng ta có thể thêm một ít cái cỏ mực. Cái cỏ mực đi chung với hoa hòe thì hai cái này nó sẽ trở thành một cái phối hợp rất là tuyệt, là nó cầm được cái lượng máu hay hơn.